Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Ờ trong video ngày hôm nay, em xin phép được chia sẻ cập nhật cho anh em cái chính sách cái giá bán mới nhất của dòng Mazda 3 Sedan ở cái thời điểm đầu tháng 1 của năm 2023 này anh em nhá. Thì dòng Mazda 3 Sedan này sẽ có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, đó là phiên bản 1.5 Premium này, 1.5 Luxury và 1.5 Dynamic. Trong video hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở khu vực Hà Nội nhá, ở thành phố Hồ Chí Minh và anh em ở các tỉnh để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Mazda 3 sedan này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em anh em nhé. Đó. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản 1.5 Premium. Cái bản này hiện tại bên em đang sẵn xe giao ngay, một xe màu trắng, một xe màu đỏ đó, để cho anh em có thể là cân đôi lấy ngay tại thời điểm uh, uh, đầu tháng 1 uh, một dương lịch này để đi Tết nguyên đán. Đó. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 789 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 831 triệu. Trả góp thì đang là 259 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì hiện tại đang vào khoảng 822 triệu, trả góp thì đang là 243 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá Thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 804 triệu Trả góp thì đang là 225 triệu Đó còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhá thì lúc đó em sẽ chia sẻ cũng như gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh anh em nhá vì em là người trực tiếp đứng bán nên là em hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại hà nội đó anh em ạ à vì là cái chính sách phân vùng thị trường nên là anh em ở khu vực nào sẽ bắt buộc phải mua tại khu vực đó anh em lưu ý cho em ạ ok tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai đó là cái bản 1.5 luxury ạ cái bản này thì bên em đang sẵn xe đủ màu giao ngay cho anh em tại thời điểm đầu tháng 1 này cụ thể hôm nay cũng đã là ngày mùng 3 của tháng 1 rồi đấy anh em tại thời điểm này mà đang cân đối lấy ngay cái dòng xe Mazda 3 sedan này Luxury này thì anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để uh, uh, em gửi cho anh em một mức giá chi tiết và giá cạnh tranh anh em nhé Thì sau đây em sẽ chia sẻ cái giá sơ bộ của cái dòng uh, 1.5 Luxury này cái bàn này hiện tại đang có giá là 719 triệu sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại uh, tại thời điểm đầu tháng 1 này nhá thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ý, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 762 triệu trả góp thì đang là 234 triệu Năn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 756 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 738 triệu, trả góp thì đang là 203 triệu. Đó. Nghiêm nhiên rồi, khi anh em gọi điện cho em thì giá nó sẽ còn rất là tốt và tốt hơn như thế này rất là nhiều anh em nhá đó anh em hoàn toàn có thể cân nhắc gọi điện để tham khảo cái giá của bên em anh em ạ đó. Ờ, những cái khoản mà em nó tính cho anh em nhé là bao gồm các chi phí cứng anh em tự đi đăng ký là bao gồm tiền thuế trước bạ này tiền biển số đăng ký đăng kiểm phí đường bộ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đó ờ, còn à, mua qua trả góp thì em đang tính và hỗ trợ cho anh em cái khoản vay tối đa lên tới 85% giá trị xe trong vòng 8 năm đấy ờ, đối với anh em mua qua trả góp thì anh em sẽ phải cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vào vì nó là bắt buộc anh em nhé À, thời điểm này thì à, tín dụng của ngân hàng đã được cởi à, mở hơn thời điểm trước một chút giá xe à cái giá lãi à, suất của nó đã giảm đi à, một đôi chút phần trăm rồi Ê, anh em hoàn toàn có thể để cân nhắc có thể để lựa chọn cái à, cái 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 phương án à, mua qua trả góp tại thời điểm này anh em nhé ngân hàng giải nhanh tương đối là nhanh ok tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba đó là cái bản 1.5 Deluxe ạ cái bạn này hiện tại đang có giá là 669 triệu Cái bạn đấy bên em hiện tại đang còn một xe màu đỏ Giao ngay cho anh em nhé Nhưng mà cái giá của cái bản 1.5 đi lắc này Thì hiện tại giá nó sẽ không còn tốt như cái thời điểm trước nữa Đó. Thì sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại nhé Thì để năn bánh tại khu vực Hà Nội Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 742 triệu Trả góp thì đang là 230 triệu năn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 729 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Còn năn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 711 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Đó. À, vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cũng như là à, về tổng lăn bánh cũng như là mua qua trả góp tính mua qua trả góp cho anh em. Uh, của tất cả các phiên bản của cái dòng Mazda 3 sedan này ở cái thời điểm đầu tháng 1 của năm 2023 này rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hào phóng cho em xin một nút đăng ký kênh để uh, cập nhật cái chính sách cái giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại liên tục của cái dòng Mazda, dòng Kia cũng như tất cả các dòng xe khác có trên thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.